Vâng, xin chào các bạn đã đến với kênh Tổng hợp 2. Vâng, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt cái thẻ HTAT ở trên phần trên cái tiêu đề của video. Nào các bạn hãy cầm điện thoại lên và làm theo mình nhé. Vâng, trên điện thoại Android mà các bạn tải ứng dụng YouTube Studio về để chỉnh sửa cũng như là đặt thẻ HTAT. Mà các bạn khi tải video lên các bạn chưa kịp đặt thẻ thì các bạn hãy vào YouTube Studio để đặt thẻ cũng như là chỉnh sửa phần mô tả hay là tiêu đề. Các bạn hãy tải về và kích vào bấm ứng dụng Studio. Mình đã tải ứng dụng này rồi, các bạn chỉ việc lên Start Play tải về và nhập tài khoản mà các bạn đăng nhập vào YouTube để các bạn chỉnh sửa cũng như là đặt thẻ HTAT. Để đặt thẻ HTAT mà các bạn khi các bạn đăng video lên chưa kịp chỉnh sửa cũng như là chưa kịp đặt thì các bạn chọn video mà các bạn muốn đặt thẻ HTAT. Vâng, và hôm nay mình sẽ ví dụ cho các bạn. Mình cũng đăng mới video nên mình cũng chưa kịp đặt thẻ HTAT. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt thẻ HTAT cũng như là chỉnh sửa tiêu đề hay về phần mô tả của video để đặt thẻ HTAT. Thẻ HTAT là gì? Thẻ HTAT là cái chữ dòng màu xanh ở trên phần tiêu đề của video mà các bạn khi người ta xem video của các bạn nó sẽ nổi lên trên phần tiêu đề có dòng chữ màu xanh và đằng trước nó là có dấu thăng. Để ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chi tiết để các bạn đặt cái thẻ HTAT thật ngon lành. Và các bạn hãy làm theo mình nhé. Và mình sẽ làm một ví dụ cho các bạn đây. Mình hướng dẫn các bạn một video của mình. Đây là mình đặt để HTAT ở trên phần tiêu đề. Nó sẽ không nổi ở trên phần tiêu đề mà các bạn phải đặt ở phần mô tả ở đầu phần mô tả hoặc là cuối phần mô tả thì nó sẽ hiển thị cái dòng chữ màu xanh ở trên phần mô tả. Các bạn hãy nhớ nhé, các bạn không nên đặt ở trên tiêu đề vì các bạn đặt ở trên tiêu đề nó sẽ không nổi cái chữ dòng màu xanh ở trên tiêu đề mà các bạn phải đặt ở dưới phần mô tả ở đầu phần mô tả hoặc là cuối phần mô tả. Các bạn hãy kích vào cây bút tiếp theo. Nếu mà các bạn đặt ở phần tiêu đề rồi thì các bạn hãy chỉnh sửa, xóa bỏ dấu thăng và cho khoảng cách ở các chữ. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ xóa vào chữ thăng, dấu thăng này. Mình sẽ cho chỗ hướng dẫn viết liền, mình sẽ cho cách ra này. Bước tiếp theo các bạn xuống phần mô tả này. Mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả hoặc là các bạn đặt trên đầu cũng được. Mình sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn bấm khoảng cách cho nó xa xa cách phần mô tả tí cho nó nhìn cho nó rõ. Các bạn để đặt thẻ HTAT, bước đầu tiên các bạn phải đặt dấu thăng và các bạn hãy viết liền có dấu hay là không dấu cũng được.
Ví dụ mình làm hướng dẫn ảnh đại diện thì các bạn có thể đặt thể hợp tác là hướng dẫn này, sau cách lại đặt dấu thăng ảnh đại diện, hoặc là trên điện thoại là tùy các bạn. Nên nhớ các bạn chỉ đặt một hoặc đến ba, không, các bạn không nên đặt nhiều quá, vì đặt nhiều quá sẽ làm ảnh hưởng đến kênh của các bạn. Đây mình sẽ đặt ba cái thẻ hashtag này. Các bạn nhớ hãy viết đặt dấu thăng ở phía trước và viết liền nhé. Mỗi thì hạ tát các bạn lại bấm vào dấu cách, sau các bạn lại chọn dấu thăng đứng trước. Xong rồi các bạn bấm vào mũi tên quay trở về này. Sau khi các bạn đã làm xong đặt thì hạ tát thì các bạn bấm vào lưu này. Vâng, như vậy là xong, rất đơn giản của các bạn. Các bạn chỉ việc tải ứng dụng Studio về và chỉnh sửa trên ứng dụng Studio rất là nhanh và đơn giản. Để xem các bạn có thành công hay không thì các bạn hãy quay trở về và vào kênh YouTube của các bạn. Các bạn bấm vào video. Đây mình sẽ cho các bạn xem này. Mình vừa hướng dẫn các bạn làm. Các bạn sẽ bấm vào kênh của bạn này. Rồi các bạn bấm vào video này. Vâng, đấy các bạn có thấy hay không? Các bạn có thấy dòng chữ màu xanh hướng dẫn này, dấu thang hướng dẫn này, đại diện cũng như là trên điện thoại mình vừa hướng dẫn các bạn xong. Nếu mà các bạn đặt ở phần tiêu đề nó sẽ không hiển thị chữ màu xanh. Ngày trước mình cũng như các bạn, mình không biết mình định đặt cái chữ thang ở phần mô tả nên nó sẽ không hiển thị. Chính vì vậy mà các bạn phải nhớ là đặt ở đầu. Sau đây các bạn không nên đặt ở phần tiêu đề này, các bạn đặt ở phần đầu mô tả hoặc cuối phần mô tả thì cái dòng chữ màu xanh nó mới hiện lên. Rất đơn giản đúng không các bạn? Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like này, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để tất cả mọi người đều biết để đặt thẻ hashtag cho kênh của bạn. Và các bạn đừng quên bấm vào quả chuông để nhận thông báo mới nhất về video tiếp theo của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.